chứ viêm rồi không không ủ tê được chị ạ. Rồi cố gắng lên tí nha Huy. Con tên Huy đúng không? Dạ. Bị viêm hết trơn rồi đây. Nằm ẩn ở dưới da. Con đi lấy mụn lần nào chưa? Chưa đi lần nào đây. Chưa đi lần nào luôn hả? À. Ráng xíu đi con. Con năm nay là lên lớp 12 hay lớp 11? 11. Con lớp 12. À. Nhìn cục bụng. Cục bụng này chị là nhiều lắm. Con này nhiều lắm nè. Giống như thằng của em bữa không? Cũng có, chắc giống vậy gì. Có cỡ vậy đó chị. Cỡ cỡ vậy đó. Anh chàng này anh bị viêm ở dưới nè, mủ không dưới á. Nay anh mắc đi học hả chị? À, anh học, mắc đi học. Chị kia nó đi cô mụn lúc nào nó cũng bận học, nó đi không được. Cô mụn bự lắm. Quá trời. Ráng nhìn tí con ạ. À. Thôi để lấy mấy cục mà ẩn này trước. Lấy ra mới hết chứ thôi sao hết được. Mình bị quá trời nhiều luôn. Ráng lên tí con ạ. À. Mụn to không à? Đúng rồi. Chị được mấy cháu chị? Hai cháu. Ráng đi Huy nha. Chịu được không con? Ráng tí nha. Nghe qua đây cô. Nghe. Ừ, nói cô cho nghỉ tí. Nhưng mà con phải ráng. Trước sau gì cũng phải lấy thôi. Trong nó hư nát cái mặt con hết nè. Thả lỏng mà hít thở sâu. Cái này là viêm hết trơn rồi nè. Viêm mủ trơn trong đây nè. Trời ơi, cái nào cái đó nó bự dễ sợ. Đừng có giữ. Thôi, cứ thả lỏng đi con. Thả lỏng mà cô lấy từ từ cũng được. Tại mụn này nó viêm hết trơn rồi. Đó. Viêm dưới đây nè, mẹ thấy không? Ừ. Quá trời. Thấy ghê không? Chán cố gắng một tí. Sao tuổi nào đứa nào cũng bị chứ. Tại vì nó thức khuya. Nó thức đêm. Rồi. Đau quá chịu hết nổi. Rồi rồi rồi, xong rồi. Rồi, cục bự dễ sợ như hột gạo vậy con ơi. Bự như hột gạo vậy đó. Dễ sợ quá. Thế này con. Mới phim đó, mới phim lại đó. Thôi lắm rồi tí nha. Mũ không trong đây nè. Đổ qua chỗ khác nó chịu hết nổi
đi qua đây cho cô. Con lớp 11 hay 12 hả Huy? Rồi. Lấy mấy cái này, mấy cái viêm lấy sao? Rồi đó rồi nè. Rồi ra. Nhanh xíu đi, cô xử lý cái ổ viêm này nè. Nói xíu cô xử lý cái ổ viêm này con ạ. Một con viêm trần cho con. Rồi. Đó nhăn rồi chưa? Đó. Đó thấy chưa? Cô lấy nhẹ nhàng nhất có thể rồi đó. Nó ung mủ dưới đây nè. Ừ. Mấy cái cục nó ra nó mới hết rồi ha. Đó. Nó nằm ở trong cũng mới giờ nó hết rồi. Nằm dưới đây nè. Đừng có để viêm nó đau mà nó bị hư cái biểu bì da dưới đây nè. Gây việc đây rổ. Tụ mủ với máu dưới này. Còn. Rồi. Thôi cô đổi cục khác. Liên tục quá anh chịu nổi. Để viêm quá nè. Ít ít thì lo đi để viêm quá. Rồi.